chuyện ngày một dài. Sada được giới thiệu với giáo viên của cô ấy vào ngày đầu tiên. Xin chào, tôi là giáo viên của mọi người, Girish Kamat. Thầy của mẹ rất nghiêm khắc. Mẹ gọi anh xuống ăn cơm kìa. Sakshi muốn dừng lại việc Kara đi ra ngoài với vết son môi trên người, nhưng mà cô đang làm gì vậy? Mọi người đang nhìn chăm chăm kia. Karan, xin mời vào trong phòng. Tại sao? Tôi đoán là anh đã quên cái gì đó rồi đó. Tôi không muốn vào phòng nữa vì tôi không có quên cái gì hết. Karan, sao anh không bao giờ chịu nghe lời tôi hết vậy? Anh không thể đi xuống lầu như thế này được đâu. Giờ cô muốn gì? Karan, anh cần phải đi với tôi, hoặc không là mẹ sẽ biết chúng ta cãi nhau mỗi ngày đó. Và tôi biết anh không muốn điều này xảy ra mà. Qua đây, nhanh lên, đi nào. Sakshi, bỏ tôi ra. Cô đang hành xử kiểu gì vậy? Cô đang làm gì ở cầu thang trước mặt mọi người vậy? Ý tôi là tất cả sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ giấu được mà, chỉ chúng ta mới biết chuyện này. Nhưng việc gì cần phải lãng mạn trước mặt mọi người theo cách này chứ? Karan, tôi hiểu rồi. Nhìn nè Sakshi, tôi biết tôi rất đẹp trai. Và sống với tôi khiến cô đã nhận ra điều đó, một sự hấp dẫn đối với cô. Nhưng làm ơn quên điều đó đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta hết. Anh nghĩ là tôi sẽ quan tâm việc thả thính anh bằng cách này hả? Tôi chỉ đang cố gắng giấu vết son môi trên cổ của anh kìa. Tụi anh sẽ gặp rắc rối nếu ai đó phát hiện ra cái này đó. Son môi, đúng rồi, son môi, đây nè. Ra đây xem đi. Chết thật. Còn nữa, anh không đẹp trai thì cũng không có tí sức hút nào. Tôi không hề có hứng thú gì với anh. Mong anh hiểu cho. Điên thật mà. Cảm ơn cô. Tôi nói tôi cảm ơn cô. Tôi không thể nói cảm ơn cô để cô có thể tha thứ cho tôi sao? Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Karan. Cảm ơn mọi người. Mẹ à, không phải mẹ, trước tiên đưa con dâu đi. Con trai, làm đi chứ. Dạ, thưa mẹ. Giờ đến lượt cháu. Cảm ơn dì. Không có gì đi ra. Hôm nay tất cả mọi người đều ăn mặc như rách ha, vì đây là một ngày lễ thường niên. Trong cháu sẽ xinh nhất trường luôn đó. Dì hứa. Cảm ơn dì. Ngày thường niên. Đi ra. Con đã không nói với mẹ. Hôm nay con có lễ hội ở trường. Thực ra dì mẹ ít khi ở nhà nên con đã quên nói. Đi ra. Con không nên nói với mẹ mình như vậy. Dân thưa bà. Không sao đâu đi ra. Dù sao thì Sakshi, chị nghĩ rằng em không cần phải bận tâm đâu.
Chị là mẹ của Diya, và không ai khác ngoài chị có thể biết cách mặc đồ cho Diya. Cho nên Diya, mẹ sẽ mua cho con quần áo mới, và con sẽ thật tuyệt vời cho sự kiện thường niên ở trường, được không? Cảm ơn mẹ. Đến đây, con yêu mẹ lắm, mẹ cũng vậy. Chị hy vọng điều đó ổn với em, Sakshi. Dân chị, mọi thứ đều ổn mà. Nhân tiện Sakshi, anh mong em sẽ làm tốt việc cổ vũ mẹ học tập. Thật sự đối với mẹ, việc cổ vũ học tập ở tuổi này cũng không hề dễ dàng đâu. Cháu rể à, cháu nói quá. Việc học không phải dễ dàng ở tuổi này. Sada tôn sùng việc học được dài hơn, rồi cũng chán mà thôi. Dân thưa bà, con đồng ý với bà. Và mẹ à, nếu mẹ không quan tâm rằng người khác giễu cợt mẹ như thế nào, thì ít nhất hãy nghĩ đến sự tôn trọng của ba. Tất nhiên rồi, ai cũng cảm thấy ngại ngùng khi đi học ở tuổi này mà. Đây thật sự là điều rất khó khăn. Im đi chị đó. Suy nghĩ của em cho chị gái La Tu đã quá cũ kỹ và thấp kém rồi. Mọi người trưởng thành lên được không? Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 đó. Làm sao suy nghĩ của mọi người có thể lạc hậu đến như vậy? Sao chúng ta không động viên mẹ học hành đi chứ? Im đi Karan. Mặc dù ba đã nói em nhiều lần rồi, chứ em còn không thèm đến văn phòng nữa kìa. Và bây giờ em còn nói như thế, em đã làm được mọi thứ rồi. Đúng đó. Anh à, bỏ đi, đừng nói em suy nghĩ lạc hậu nữa. Em biết cách sống của em thế nào mà. Vậy à, vậy nói xem, anh nên sống như thế nào đây? Ít ra thì em cũng tốt hơn anh đó. Vậy sao? Đủ rồi. Hai đứa thôi đi. Ba rất vui khi biết rằng cả hai đứa biết cuộc đời của mình như thế nào. Nhưng những vấn đề này không phải là điều khiến hai đứa cãi nhau. Thế nên đừng có biện hộ lý do của mình nữa. Lần này đừng làm ba thất vọng với kết quả học đại học của con đó. Chị Rác, nếu con không tiến bộ hơn thì ba sẽ cắt tiền tiêu vặt của con. Xin lỗi ba. Và con nữa, nếu con muốn nghiêm túc làm việc thì cùng với ba đi ngay bây giờ đến văn phòng và làm việc. Đừng có đi vào buổi trưa, con hiểu chưa? Dân ba, tốt rồi. Chúc mừng sinh nhật con. Cảm ơn ba. Thần linh phù hộ cho con. Sada, chuẩn bị đồ ăn cho tôi đi. Karan vẫn còn ngủ à? Anh ta cần phải đến văn phòng ngay chứ. Tối qua chúng ta đã quyết định như thế nào là không liên quan gì đến cuộc sống của nhau nữa. Không, tại sao mình lại kêu anh ta dậy chứ? Nếu mình làm anh ta tỉnh giấc, anh ta sẽ la mình mất. Nhưng nếu không thì anh ta sẽ bị ba la. Tôi lựa chọn thứ hai vẫn tốt hơn. Một người nên có trách nhiệm cơ bản chứ. Vậy làm việc đúng giờ. Sakshi, cô nên trưởng thành lên đi. Không phải cứ dậy sớm là cô có quyền làm ồn người khác đâu. Sao cô lại không gọi tôi dậy? Trễ giờ rồi kìa. Nè, sao tôi lại có nghĩa vụ phải gọi anh dậy chứ? Dạ đâu ai như anh phải dậy sớm đi làm mà lại xem phim cả buổi tối. Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? Là không ai liên quan đến ai rồi mà. Vậy thì làm sao tôi có thể làm phiền anh khi anh đang ngủ được chứ? Cuộc đời tôi thật bất hạnh khi gặp phải cô mà. Và cô còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Tôi đau đầu vì vụ văn phòng cũng là vì cô đó. Vậy sao? Chẳng có gì liên quan đến tôi hết. Nếu không muốn thì anh đừng có đến văn phòng nữa. Không muốn thì đừng có đến nữa. Mơ đi. Thần linh ơi, con chỉ ước là cô ta đừng xuất hiện trong cuộc đời con nữa. Thank you.
Con dâu con nói rằng chúng ta không nên nhận phước lành, nhưng hôm nay con mong được ban phước. Con mong sẽ tiếp thu được kiến thức. Con tên là Sada, nhưng đó chỉ là một phần tên của con thôi. Vì tên con là Sarawati. Con biết con cần phải cố gắng nhiều hơn. Và con xin hứa với người, con sẽ cho Sakshi thấy được thành quả của con. Vậy hôm nay chúng ta sẽ... Cô Modi, sao cô lại tới lớp trễ như vậy? Tôi... Dạ cô Modi, hôm nay cô đi học chứ không phải là đi cầu nguyện, cho nên cô cần phải đến lớp đúng giờ và tuân thủ quy định, chứ không phải là một buổi lễ mà cô muốn đến lúc nào là đến được. Cô hiểu không? Được rồi, giờ ngồi xuống đi. Và lần sau đừng đến trễ nữa. Dạ. Anh ta đang nói như vậy? Sao lại lôi thần linh vào chuyện này? Tất cả mọi người đến đây là để học, và mọi người cần đến đúng giờ. Nếu thời gian có lâu thì mọi người cũng cần phải đi từng bước một. Mọi người cần trau dồi từng ngày, từng ngày. Và ngay bây giờ, mọi người đã không còn là những bước đi đầu tiên nữa. Hôm qua tôi đã giao bài tập là giới thiệu về bản thân mình, nhưng không ai có thể nói hơn được 2 phút. Và bài học đầu tiên của mọi người đó chính là nói về bản thân. Tất cả các cô phải viết một bài luận, và sau khi viết thì cần phải đọc lại, và cần trình bày bài viết đó trước mặt cả lớp. Bài luận sẽ là viết về bản thân, người mà các cô thích hay là không thích, và cách các cô sống, những nguyên tắc của chính mình. Cô Modi, dạ, tôi rất có niềm tin là sau khi cô viết bài luận này, cô sẽ học được cách nói cho tôi biết về cô và những gì mà cô đã nói cho mẹ Sarawati. Sao vậy? Cô đồng ý chứ? Cô đồng ý với điều này chứ? Cô sẽ viết bài luận này chứ? Dân, dân, cô sẽ phải viết. Giờ tôi hy vọng bài luận của cô sẽ được hoàn thành vào cuối tuần này, và sau đó mọi người sẽ được nghe về nó. Và còn nữa, chúng ta có một học sinh mới khi vào lớp, và tên của cô ấy là... Xin chào, tên tôi là Lopa Vora. Chào cả lớp. Giờ thì giới thiệu bản thân cho mọi người đi. Tôi sẽ quay lại sau. Thầy ấy là kiểu người gì vậy? Không biết đã kết hôn chưa? Chắc hẳn đã kết hôn rồi, nên mới khó nói chuyện như vậy. Không biết thầy ấy có phải kiểu người ích kỷ hay không? Đúng là thầy ấy cáo kỉnh, nhưng chúng ta không nên nói như vậy. Tại sao? Cô liên quan gì đến thầy ấy à? Đúng rồi, bởi vì đó là thầy của tôi, và cũng là thầy của cô. Nhưng mà chúng ta đến đây chỉ để học kiến thức thôi mà. Đi thôi bà Hanla. Tên cô là gì? Sada. Được rồi. Còn cháu thì sao? Cháu là Lopa Vora. Vora? Vora. Sao cháu lại gọi tên mình như vậy?
Không phải, tên cháu là Lopavora. Lopavora. Được rồi. Vâng. Cháu có thể giúp cô làm bài tiểu luận được không? Bài luận sao? Tiếng Anh không giống như tiếng Ấn đâu. Xin lỗi cô. Xin lỗi. Cháu có thể giúp cô viết bài luận được không? Cháu còn không thể viết cho bản thân mình thì làm sao cháu có thể giúp cô được chứ? Mình rất thích những người cùng học theo với mình, nhưng ở đây thì mình không thể tìm được ai là bạn. Kết hôn? Mọi chuyện sổn thôi mà. Tôi rất vui vì đã kết hôn với cô. Chỉ có cô mới có ý tưởng ăn mừng ngu ngốc như vậy. Sinh nhật của tôi thì là do tự tôi quyết định. Chưa lần nào cô làm mà tôi thích được hết. Tôi muốn chúng ta nói với mẹ về mối quan hệ của chúng ta. Sashi, sao con lại ngồi một mình vậy? Mẹ à, sao mẹ lại quay lại rồi? Con đang buồn chuyện gì sao? Mẹ à, con đang chờ mẹ thôi. Mẹ biết là con rất mong chờ được nghe buổi học của mẹ mà. Con đang chờ mẹ như cách mẹ chờ đi ra vậy. Và nghe câu chuyện của mẹ giống như mẹ nghe chuyện của đi ra. Dạ đúng rồi mẹ. Mẹ kể con nghe đi. Hôm nay lớp học của mẹ sao rồi? Vẫn như mọi ngày thôi. Thầy giáo vẫn nghiêm khắc. Và mẹ vẫn lo lắng như ngày nào. Tại sao? Mẹ lo về điều gì? Thật ra mẹ chẳng nói chuyện được với ai hết. Ai cũng có nhóm riêng của họ. Mẹ không có ai là bạn cả. Mẹ à đừng lo. Cứ chờ thêm vài hôm đi. Bây giờ thì lạ. Mọi người vẫn còn đang thích ứng với môi trường. Họ cần thời gian mà. Chỉ một khi mọi người đã biết nhau thì việc kết bạn sẽ dễ dàng thôi. Hãy lấy chúng ta làm ví dụ đi. Mẹ có nhớ khi mẹ và con gặp nhau lần đầu, dù chúng ta là người lạ hay không, rồi chúng ta làm quen cho từ từ hiểu về nhau. Bây giờ cả mẹ và con đều là bạn thân, bạn tốt của nhau đó. Karan, mẹ gọi con à? Đúng vậy, mẹ vừa về. Con định đến văn phòng hay là ăn trưa vậy? Là con đến văn phòng. Sakshi, bữa trưa của Karan đã sẵn sàng chưa? Đợi một chút. Cái đó tiếng Anh gọi là gì? Lunchbox. Đúng rồi, lunchbox. Lunchbox của Karan đã chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi mẹ. Để con mang ra. Lớp học của mẹ sao rồi? Mọi thứ ổn chứ? Mẹ đi học có vui không? Mẹ không biết nữa. Nhưng mà mẹ học được rất nhiều thứ đó. Thì ra đó là lý do mẹ xuyên đến lớp như vậy. Rồi từ từ mọi thứ sẽ ổn với mẹ thôi. Hộp cơm trưa. Như con vậy. Được rồi, con đi nha mẹ. Tạm biệt mẹ. Sashi, mẹ hy vọng mọi thứ giữa con và Karan đều tốt. Mong là mọi thứ giữa con và Karan đều tốt. Vâng, tụi con vẫn tốt mà. Sao mẹ lại hỏi vậy? Tụi con không có chuyện gì hết. Mẹ à, con quên mất là con đã bảo là sẽ gọi điện cho mẹ con, nhưng mà con lại quên mất. Để con gọi điện cho bà ấy. Daddy!
Bà ơi, búp bê của bà. Bà ơi, sao bà lại không biết điều đó chứ? Bà là người bà tốt nhất trên đời. Vậy sao? Nhưng bà đã làm gì? Hôm nay có vài người bạn nữ chuyển nhiều lớp con. Món cơm bà nấu thật sự rất ngon đó. Và tự nhiên họ trở thành bạn của con luôn. Vậy sao? Bọn con ăn bánh của nhau và trở thành bạn của nhau sao? Vâng, bạn rất tốt luôn đó bà. Bà biết không? Họ còn cho con cây giết thơm của mình nữa. Vậy sao? Tuyệt vời quá. Bà không hề biết là ăn bánh xong có thể trở thành bạn của nhau đó. Vậy sao? Bà đã kết bạn được ai trong lớp chưa? Vẫn chưa đâu con. Bà ơi, bà làm đồ ăn ngon như vậy mà, sao không tự chia sẻ đồ ăn của mình đi? Bà nói cho mọi người và mọi người trở thành bạn của bà. Đúng đó mẹ, Diya nói rất đúng đó. Trước lạ sao quen thôi, và cả mẹ và họ sẽ hiểu nhau hơn, rồi trở thành bạn của nhau. Khi trong lớp có bạn rồi thì mẹ sẽ cảm thấy đi học mỗi ngày rất vui đó. Nếu muốn gần nhau hơn thì chúng ta phải đi qua đường bao tử trước. Nên mẹ à, hãy dùng đôi tay thần kỳ của mẹ để làm thật nhiều món ngon. Đúng đó bà, bà hãy làm bữa trưa của mình thật là ngon đi, và bà sẽ có bạn trên lớp thôi. Được rồi, ngày mai mẹ sẽ làm đồ ăn. Mọi người đều nhận được nhiệm vụ đầu tiên trong lớp học của Sada. Tất cả mọi người phải viết một bài luận. Và sau khi viết xong, tất cả mọi người sẽ đọc to trước lớp. Sada không thể kết bạn mới trong lớp. Sada cảm thấy có chuyện không ổn với Karan và Sakshi. Sakshi đề nghị bà kết bạn mới. Con đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dày mà. Mẹ à, hãy lan tỏa điều đó bằng đôi tay của mẹ đi. Được rồi, ngày mai mẹ sẽ làm một bữa trưa thật ngon. Đó không phải là lỗi của con, là lỗi của anh Karan. Mẹ có biết là đêm qua anh ấy đã nạt nộ con rất nhiều không? Đồ ăn trưa. Sada. Sada. Dân, bà đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ về Karan và Sakshi. Có gì phải nghĩ về bọn chúng chứ? Bọn chúng mới kết hôn, rồi từ từ cũng sẽ đâu vào đó thôi. Chỉ vì Karan thì bất cẩn, còn Sakshi thì rất nhạy cảm. Tôi chắc chắn con bé sẽ giải quyết được mọi chuyện. Bà không cần phải lo đâu, đi ngủ đi. Được rồi. Sakshi, mẹ vào đi. Sakshi, mẹ muốn bàn với con một chuyện rất quan trọng. Mẹ cứ nói đi. Mẹ ơi, nói con nghe đi, là chuyện gì? Không phải ở đây. Hãy làm việc này đi. Gặp mẹ tại công viên gần lớp học của mẹ. Sau khi mẹ tan học được không? Và đừng nói với ai biết. Có chuyện gì vậy mẹ? Có chuyện lớn à? Đúng vậy, một chuyện lớn. Nói con nghe đi, là chuyện gì vậy? Con gặp mẹ ở đó đi, rồi mẹ nói cho con nghe mọi chuyện. Mẹ còn nhiều việc phải làm trước khi đến lớp lắm. Mẹ xuống nhà đây. Alo Pratik. Em bận à? Một chút thôi. Anh nói đi. Có gì quan trọng không? Không quan trọng. Anh muốn hỏi về trang phục đi học của Diya. Nếu em bận thì anh sẽ đi lấy. Không,
Tôi sẽ dời thời gian lại và làm mọi thứ. Anh biết là Diya rất quan trọng đối với tôi mà. Mọi vấn đề và mọi nhu cầu của con bé đều quan trọng đối với tôi. Anh biết mà, có phải không? Anh biết. Nên anh đừng lo. Tôi sẽ đi chợ và mua bộ đồ Radha đẹp nhất cho Diya, được không? Tạm biệt. Tạm biệt. Còn rất nhiều công việc ở đây. Mình còn phải đến chợ và mua đồ nữa. Làm sao để quản lý hết tất cả mọi thứ đây? Vinit, làm ơn giúp tôi một việc. Đi chợ và mua bộ trang phục Radha đẹp nhất theo kích cỡ của Diya. Và đừng lo lắng về tiền. Tôi muốn bộ trang phục đắt nhất và đẹp nhất. Được chứ? Cảm ơn. Được rồi. Vậy 1, 2, 3, 4 cộng 4, 3, 2, 1 bằng 5. Mọi người viết 5. 5. Mọi người đã viết chưa? Được rồi. Nghỉ trưa thôi. Thầy giáo thật lạ. Tại sao mấy lại dạy toán? Làm như tôi sẽ làm kế toán không bằng. Ông ấy dạy tiếng Anh thôi là được rồi. Đợi một chút. Xin chào tất cả mọi người. Chắc mọi người cũng đã biết, tên tôi là Sharda Modi. Hôm nay tôi có làm đồ ăn nhẹ và mang đến cho mọi người đây. Chúng ta có thể ăn cùng nhau hôm nay. Có chuyện gì vậy? Xin mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn. Ôi thần linh ơi, đồ ăn nhiều dầu mỡ như vậy. Nhìn nó rất ngon đó. Tôi sẽ lấy thêm. Có phần của cháu nữa. Thảo nào, cô có thể lấy được chồng dù không biết tiếng Anh. Hay lắm cô ơi, giỏi quá. Xin hãy dạy cháu nấu nữa. Cháu cũng sẽ ấn tượng với chồng sắp cưới của mình. Được chứ, tại sao không? Cô sẽ dạy cho cháu. Hãy thưởng thức nha. Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại không nếm thử? Hãy đến đây đi. Là ớt. Đẹp quá. Làm sao cháu nhận ra nó? Rất ngon. Cô nấu ăn thật sự rất ngon. Cô có thể dạy cho tôi không? Được chứ, chắc chắn rồi. Ăn một chút đi. Tôi không thích ăn. Như vậy cũng được. Như tôi có thể nói một điều không? Nếu bà thử một lần thì chắc chắn bà sẽ thích đó. Chỉ một lần thôi. Hãy thử đi. Tôi không cảm thấy thích. Nhưng cô đã đến và trao nó thật lòng như vậy. Vì thế tôi đã thử. Thế sao bà lại ăn một mình? Hãy đến cùng ăn với mọi người đi. Ở đây không ai nghe tiếng chuông reo sao? Đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Những gì đang xảy ra đây vậy?
Thưa thầy, nói đi. Hãy nói đi bà mua đi. Hôm nay tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, nên tất cả chúng tôi đều ăn cùng nhau. Trò gì vậy? Bà mua đi. Cái này là gì? Nếu bà muốn nấu ăn thì tham gia lớp học nấu ăn đi, hoặc mời mọi người về nhà bà. Đừng làm những điều vô nghĩa trong lớp của tôi. Bà đến đây để chơi à? Tất cả mọi người đến đây để học đó. Có cần tôi phải nhắc nhở mọi người mọi lúc hay không? Rằng đây là lớp học của tôi. Tôi không chấp nhận những điều vô nghĩa như vậy trong lớp của mình. Ở đây có kỷ luật mà không ai có thể vi phạm, ngay cả bản thân tôi cũng không. Mọi người đã hiểu những gì tôi đang nói chưa? Tôi đang hỏi tất cả mọi người rằng mọi người đã hiểu chưa? Hiểu tôi đang nói gì không? Hiểu thưa thầy. Và bà Moody, tôi muốn nói với bà thêm một điều. Tôi chắc chắn bà sẽ hết lòng viết bài luận giới thiệu bản thân mình, giống như bà đã toàn tâm phá hoại lớp học của tôi ngày hôm nay vậy. Nếu không, tôi sẽ không cho phép bà đến lớp. Hãy đợi bên ngoài vào giờ nghỉ trưa, để khi mọi người đến, bà có thể cho họ ăn món ăn do chính tay bà làm. Có lẽ lớp học của mẹ vẫn đang diễn ra. Cô đang làm gì ở đây? Anh đang làm gì ở đây? Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Còn cô thì đang làm gì? Cô đang theo dõi tôi hả? Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi không còn việc gì khác để làm hay sao? Vậy à? Và tại sao tôi phải nói? Tại sao tôi phải nói với anh là tôi đã rời khỏi đây sau khi hoàn thành công việc của mình? Và tôi nghĩ rằng nếu tôi về nhà vào lúc này thì sẽ là giờ ăn trưa. Và trong giờ ăn trưa tôi phải ngày đó cãi nhau. Vì vậy, nếu ngồi trong công viên sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều đó. Tôi thà nghe tiếng quạ kêu, chúng nghe còn hay hơn đó. Ý cô là gì? Tiếng quạ kêu hay hơn tôi à? Anh đang nói với tôi hay là đang hỏi tôi? Im đi. Thật ra, ngay cả tôi cũng nghĩ tốt hơn là nên ngồi trong công viên và dành chút thời gian yên bình, còn hơn là về nhà để cãi nhau. Anh bắt chước tôi à? Tôi không bắt chước cô. Vậy sao? Bởi vì cô có bản quyền của sự ngu ngốc. Không ai có thể sao chép cô hết. Và đừng lo, trong trường hợp ai đó bắt chước cô thì anh ta sẽ không thể hoàn toàn ngu ngốc như cô được đâu. Bởi vì cô là độc quyền mà. Dựa ra ngoài thế giới này, nằm ngoài thế giới. Lên tiếng đi. Sao lại im lặng vậy? Không ai có thể thắng Karan, hiểu không? Thấy không? Cô ngu ngốc vượt ngoài thế giới này. Quá hay, quá hợp lý. Phải không Sakshi? Kể cả anh cũng rất tốt. Tôi không thể nói cho cô. Chào mẹ. Mẹ tới rồi à? Mẹ tới từ khi nào vậy? Một chút trước khi hai đứa bắt đầu dở kịch đó. Tôi không thể nói với cô Sakshi. Mẹ à, mẹ tới rồi à? Mẹ tới từ khi nào vậy? Một chút trước khi hai đứa bắt đầu dở kịch. Kịch sao? Dở kịch gì chứ? Hai chúng con đều nói chuyện rất vui vẻ mà, có phải không? Hai đứa nghĩ rằng mẹ không biết chuyện gì xảy ra với hai đứa hay sao? Đó là lý do hôm nay mẹ gọi Karan đến đây. Trước giờ mẹ không nói gì là bởi mẹ cảm thấy những cặp đôi cãi giả nhau là chuyện rất bình thường, và họ sẽ tự làm lành với nhau. Mẹ có thể thấy hai đứa cãi nhau, nhưng mẹ không thấy chỗ nào hai đứa có thể làm lành được. Hai người xa lạ với nhau có thói quen khác nhau, nhu cầu khác nhau, có cuộc sống khác nhau. Nhưng một khi họ đã hiểu nhau rõ hơn, sau đó họ trở thành bạn bè trong nháy mắt. Con đã giải thích với mẹ điều này mà, có phải không?
Vậy thì tại sao điều này vẫn còn thiếu trong mối quan hệ của các con chứ? Người ta nói quan hệ vợ chồng là do trời định. Nên có một điều chắc chắn là chỉ có gia đình của các con chưa gắn kết với nhau. Thay vào đó là thần linh đã tạo nên. Cả hai con đều là bạn đồng hành của nhau. Có lẽ không giống như bây giờ. Có lẽ cả hai sẽ tình cờ gặp nhau như những người xa lạ. Các con sẽ gặp gỡ, trò chuyện và trở thành bạn tốt. Và cuối cùng trở thành người yêu của nhau. Sau đó gia đình hai bên gặp nhau và các con sẽ kết hôn. Nhưng sự khác biệt duy nhất là bây giờ cả hai con đều đã kết hôn rồi. Và điều này thậm chí còn tuyệt vời hơn, bởi vì hai đứa đã được thần linh kết nối. Bây giờ hai con nên nỗ lực để tìm hiểu nhau. Các con sẽ phải giải thích những điều thích và không thích của nhau. Hai con sẽ phải yêu thương nhau. Sự ràng buộc của hôn nhân không phải là một chiếc còng, mà là một cơ hội được cuộc sống trao tặng, để biết và hiểu về một người hoàn toàn xa lạ, hòa nhập vào cuộc sống của người đó và sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà nếu hai đứa không thể làm điều đó với tư cách là vợ chồng, thì hãy coi nhau như là người xa lạ, không biết gì về nhau. Hai đứa sẽ vô tình chạm mặt nhau trên đường đời. Bây giờ hãy suy nghĩ như thế và bước đi trên con đường còn lại của cuộc đời mình. Và các con sẽ thấy một điều rất đổi thiêng liêng: sợi tơ tình bạn sẽ kết nối các con. Nếu là người lạ, hai đứa sẽ đoàn kết suốt đời. Mẹ muốn cả hai nghĩ rằng các con sẽ là người xa lạ đối với nhau. Bắt đầu lại từ đầu, các con sẽ có một danh tính mới. Không, trở thành những người xa lạ với nhau, sau đó bắt đầu lại từ đầu để tạo nên một thân phận mới cho nhau. Không không, tôi cảm thấy ý tưởng này có một chút ngu ngốc. Một chút, nó rất ngu ngốc. Bình thường, mẹ không bao giờ đưa ra ý tưởng ngu ngốc. Nhưng ở bên cạnh người xấu thì khiến một người tốt cũng trở nên tồi tệ, có phải không? Karan, cả hai ta đều biết tôi sẽ có câu trả lời tuyệt vời cho lời chế nhạo này của anh. Nhưng tôi sẽ không nói điều đó ngay bây giờ, bởi vì chúng ta đang cần thảo luận chuyện khác. Được rồi. Tôi không nghĩ ý tưởng này sẽ hiệu quả. Tôi cũng vậy. Ý tưởng này không thể có hiệu quả dù chỉ một chút. Có thể không? Ý tôi là, làm sao chúng ta có thể giả định như vậy? Mẹ đưa ra ý tưởng thì chắc hẳn phải có ý nghĩa gì trong đó. Ý tôi là, thử một lần thì có sao đâu. Nhưng cô không cảm thấy điều đó khá là trẻ con sao? Vì chúng ta đâu có lựa chọn khác. Không, chúng ta không. Được rồi, hãy thử ý tưởng trở thành người lạ này. Chỉ trong vòng 2 ngày. Nếu nó có ích thì chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu không thì chúng ta sẽ thử cách khác. Chúng ta sẽ cố gắng tìm cách khác. Chốt vậy đi. Chúng ta có thể làm điều đó cho mẹ. Điều đó có nghĩa là từ ngày mai trở đi, chúng ta hoàn toàn là người xa lạ đối với nhau. Đúng. Từ ngày mai, chúng ta hoàn toàn là người xa lạ. Cô cũng không biết tôi, và tôi cũng không biết cô. Vậy đi. Được rồi. Everybody.
Có thể nói gì cho mình? Mình sẽ phải nói gì đó. Nhưng mà nó là gì? Mình không biết phải nói gì. Ông ta sẽ mắng mình trước mặt mọi người. Nói gì bây giờ? Đúng rồi, tôi, bà Suresh Modi. Không được. Tôi, Sharda Modi. Tôi là Sharda Modi. Tôi. Mình không biết nói gì ngoài tên của mình hết. Có chuyện gì vậy? Mọi việc ổn chứ? Tất cả chuyện này là gì? Thầy giáo yêu cầu chúng tôi nói về chính mình. Ông ấy yêu cầu chúng tôi viết một bài luận, nhưng tôi lại không biết phải nói gì. Tôi không biết phải viết bài luận như thế nào. Có vậy thôi sao? Được rồi, tôi sẽ viết bài luận cho bà. Ông sao? Ông sẽ viết? Đúng vậy. Cho tôi sao? Đúng vậy. Tôi không thể à? Không. Ông có thể, nhưng mà tôi sẽ viết bài luận. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Sakshi và Karan để ghi nhớ nó. Hãy nói ra điều đó trong lớp. Và không ai phàn nàn gì với bà hết. Dân Sada, bà có để ý đến thời gian không? Đi lấy thuốc cho tôi đi. Đến giờ đi ngủ của tôi rồi. Sakshi, làm ơn đưa khăn cho tôi đi. Từ ngày mai, chúng ta hoàn toàn là những người xa lạ với nhau. Cô không biết tôi, và tôi cũng không biết cô, được không? Nè, tôi đang nói chuyện với cô đó. Xin lỗi, anh đang nói chuyện với tôi phải không? Đúng vậy. Có ai khác trong phòng này ngoài trừ cô không? Sakshi, Sakshi là ai? Anh đang nhầm rồi. Ở đây không có Sakshi. Cô đổi tên sau một đêm à? Hãy nói cho tôi biết đi, tên cô là gì? Tôi không nói cho người lạ biết tên mình. Người lạ? Đúng rồi. Phải, tôi quên mất. Chúng ta giờ là người xa lạ. Tôi không gọi Sakshi, mà là bạn. Tôi sao? Anh chắc không? Theo hiểu biết của tôi thì chúng ta là những người xa lạ. Và tôi không nói chuyện với người lạ.